anh mặc sườn xám nhật và thùy mịn nhất Nadia. À, gặp rồi đấy đấy. Bài của bạn này có đi tất không? Sao trắng không? Không, hình như là chân người ta em hợp như nhau đấy. Ờ, trắng phết nhỉ. Con sai mà sao trắng đi mà chân nó nõn hàn á. Ông này có người mảnh mai. Không hết mũi đâu hết này mọi người. Người mảnh mai luôn. Thủy mịn đấy. Ở nhà chắc không phải làm gì nhiều chứ con trai bê nhiều nó sẽ kiểu bắp tay bắp chân ấy. Ở một triệu view, một triệu like luôn. Cái điều này giống Spider-Man rồi. Đeo kính đen mới chịu. Rất ngầu.